thay đổi chị chứ? Không phải là chị, mà là ba của già mới đúng. Bà cô à, bà già rồi, không xứng để sánh đôi cùng anh ớt đẹp trai trong chiến nước mắm luxury sang chảnh được. Thôi, ta không tranh giành anh ớt của em. Ta ở trong rổ, khi nào đất ta khỏe cần thì dùng gì khác cũng được. Không, đi, không cùng đẳng cấp, không thể sống chung. Trời ơi, cái gì mà xua đuổi nhau dữ vậy nè trời. Chị Ốc ơi, bé Tỏi này đuổi em đi. Ủa, sao em lại đi đuổi bà của em đi vậy? Chị Ốc nói gì vậy chứ? Đó, đã thấy không? Già đến độ mà chị Ốc còn tưởng là bà ngoại của tôi. Nhăn nheo, nhão nhẹt hết rồi. Đi, đi đi. Chị Ốc mà nói với em ấy cho em ở lại đi. Coi vậy chứ em cũng còn hữu dụng mà. Đừng đuổi em đi. Xin lỗi em nha, mấy cái củ tỏi giống như em á là chị bỏ đi hết à. Mọc mầm, độc lắm, ai dám xài. Đó, giống như là khoai tây đó. Khoai tây mà mọc mầm á là thành chất độc luôn đó, thấy không? Đúng, đúng, đi, đi 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 đi. Cái gì? Cái gì mà thưa ốc lợi dụng sức mạnh để mà chiếm đoạt chỗ ở người khác chứ? Ai, ai thưa ốc vậy đó tôi khỏe? Là em đó, nhớ mặt em không chị Ốc? À, thì ra là em đó hả? Tỏi mầm đúng không? Chính chị Ốc hợp sức với em Tỏi đuổi con đi đó, rất tôi khỏe. Ủa, sao Ốc Thanh Dân lại đuổi Tỏi mầm đi hả? À, thì mấy cái củ tỏi đó nó còn giá trị, còn dinh dưỡng gì đâu mà giữ lại xài. Nó không có thơm gì nữa hết á, nó cũng không còn tinh dầu luôn. Theo Ốc là phải bỏ đi luôn cho rồi. Chưa kể, nó mọc mầm vậy mình ăn vô là dính độc như chơi. Xích, nói xài bếp. Cái gì chứ? Cái gì mà xéo sắc với tôi dữ vậy? Bộ, chị Ốc nói không đúng hả? Ốc Thanh Dân đã sai lầm khi nghĩ về Tỏi mọc mầm như vậy rồi đó ngang. Ủa, nhưng mà sai là sai thì sao? Đốc tôi khỏe. Vì Tỏi mọc mầm hoàn toàn khác với khoai tây mọc mầm. Tuy em nhăn nheo, xấu xí, tinh dầu cũng không còn nhiều như mấy em Tỏi thanh xuân. Nhưng mất cái này thì bù cái kia nha chị Ốc. À, thì nói vậy thì cũng còn coi là tạm chấp nhận được đi. Nhưng mà em bù là em bù cái gì nè? Cái được bù đó chính là những củ tỏi đã mọc mầm 5 ngày, có hoạt tính chống oxy hóa tốt, và nó còn tạo ra những chất có lợi khác cho cơ thể. Ngoài ra, tỏi mọc mầm sản sinh các hóa chất thực vật, hạn chế sự lây lan của một số ung thư nhất định đó nha. Cơ thể em chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp chống lại các tổn thương do gốc tự do, ngăn ngừa sự hình thành của mảng bám và bảo vệ tim nữa nè. Những người có hệ miễn dịch kém hoặc bị cảm lạnh có thể ăn tỏi mầm vì nó giúp tăng cường miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, có thể ngăn ngừa sự thoái hóa liên quan tới tuổi ở nhiều cơ quan trong cơ thể. Rồi, Đốc Tô khỏe với Tỏi mọc mầm đừng nói nữa. Ốc biết là tốt rồi, mà nhiều thông tin quá ốc nhiễu luôn á. Thật ra nhiều người cứ nghĩ Tỏi mọc mầm là hư. Không phải như vậy đâu, em chỉ già đi thôi, chứ những giá trị bên trong vẫn còn. Nhưng mà nói cho công bằng nè, người ta ăn tỏi là bởi vì người ta thích cái mùi vị của tỏi, ăn vô nó thơm. Còn bây giờ hả, em bị như vậy, em không còn mùi vị gì hết, thì đương nhiên là em sẽ bị hắt hủi là đúng rồi. Nhưng bù lại, em tốt cho tim mạch mà. À, thì bây giờ mọi người biết rồi, thì sẽ không đối xử với con như khoai tây mọc mầm nữa. Thì con an tâm rồi đó, hen. Cái vụ thư kiện này, thôi mình khép lại tại đây nha. Ốc Thanh Vân, Dr. Khỏe và các bạn nhỏ, xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.